Xin chào các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi của kênh Netmedia CCTV. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 11 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi được dự báo tiếp tục giảm trên diện rộng nhờ hoạt động chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai dần khôi phục sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát tốt. Còn hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2020, giá heo hơi ghi nhận tiếp tục giảm nhẹ trên cả 3 miền. Hiện đang được thu mua từ mức 81.000 đồng đến 91.000 đồng 1kg. Theo báo Đồng Nai đưa tin, trong thời gian qua, hoạt động chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai dần khôi phục sau khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát. Việc tái đàn phục hồi mạnh khiến nhu cầu về thức ăn chăn nuôi tăng cao, đẩy hoạt động sản xuất thức ăn gia súc tăng trưởng khá mạnh sau thời điểm chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. Thông tin từ Sở Công Thương cho biết, trong 7 tháng của năm 2020, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu của tỉnh đạt khoảng 556,4 triệu USD, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 120,8 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của mặt hàng này là Argentina đạt kim ngạch nhập khẩu khoảng 231 triệu đô la, Brazil đạt 139 triệu USD, Thái Lan đạt 48 triệu USD, Đài Loan đạt 35 triệu USD và Mỹ đạt 30,8 triệu USD. Tiếp theo bản tin là dự báo giá heo hơi của ba miền ngày mai 11 tháng 8 năm 2020. Ở thị trường heo hơi miền Bắc được dự báo tiếp tục giảm. Tại Thái Bình, giá giảm 2.000 đồng 1kg xuống còn 86.000 đồng 1kg. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 88.000 đồng 1kg tại Nam Định. Mức giảm này cũng được dự báo cho thị trường Yên Bái, Lào Cai còn 89.000 đồng 1kg. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 90 đến 91.000 đồng 1kg. Giá heo hơi ở miền Trung và Tây Nguyên cũng được dự báo hạ nhiệt, giảm 2.000 đồng xuống mức 85.000 đồng 1kg tại hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Với Lâm Đồng, Ninh Thuận, giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 85.000 đồng 1kg. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động quanh mức 84.000 đồng đến 86.000 đồng 1kg. Ở thị trường heo hơi miền Nam, dự báo theo chiều giảm của cả nước. Tại Đồng Nai, Vũng Tàu, An Giang, giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 85.000 đồng 1kg. Mức giảm 2.000 đồng cùng xuống mức 85.000 đồng 1kg ghi nhận tại Kiên Giang, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Các tỉnh thành còn lại, giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 87.000 đồng đến 88.000 đồng 1kg. Phần cuối của bản tin, mời các bạn xem bảng giá heo hơi dự báo cho ngày mai trên 50 tỉnh thành của cả nước. Hà Nội được dự báo giảm 1.000 đồng 1kg, Thái Bình giảm 2.000 đồng, Hà Nam Hưng Yên giảm 1.000 đồng, Nam Định giảm 2.000 đồng, Ninh Bình giảm 1.000 đồng, Lào Cai giảm 2.000 đồng, Tuyên Quang giảm 1.000 đồng, Phú Thọ giảm 1.000 đồng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giảm 1.000 đồng, Bình Định giảm 2.000 đồng, Ninh Thuận giảm 1.000 đồng, Bình Thuận và Đắk Lắk giảm 1.000 đồng, Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, Đồng Nai giảm 1.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương giảm 2.000 đồng, Bình Phước giảm 2.000 đồng, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 1.000 đồng, Bạc Liêu, Trà Vinh và Cần Thơ giảm 1.000 đồng, Cà Mau giảm 2.000 đồng, Vĩnh Long, An Giang giảm 1.000 đồng, Kiên Giang giảm 2.000 đồng và Sóc Trăng giảm 1.000 đồng. Các tỉnh thành còn lại được dự báo giữ nguyên mức giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Thưa quý vị, trên đây là thông tin giá heo hơi hôm nay và bảng giá heo hơi dự báo cho ngày mai do kênh Netmedia CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.